Mẹ tôi có một chiếc đầm màu đỏ rất đẹp. Bà vô cùng yêu quý chiếc đầm này và chỉ dành để mặc ở những dịp đặc biệt. Chiếc đầm đó có giá đắt đỏ và được may ở một nơi rất có tiếng trong thành phố. Nhưng đối với tôi, chiếc đầm màu đỏ đó là một vận rủi, vì mỗi khi bà mặc nó lên là có một người sẽ chết. Đầu tiên là cô hàng xóm chơi thân thiết với mẹ khi cả hai người cùng nhau đi dạo phố. Sau đó là chị họ của tôi khi bà đến dự đám cưới của chị. Tôi đã từng cảnh báo mẹ về việc này, nhưng bà chỉ cho đó là lời vớ vẩn. Bà vẫn vui vẻ treo chiếc áo ấy trong tủ và thường lôi ra ngắm nghía. Sắp tới là sinh nhật năm 15 tuổi của tôi, mẹ tôi tất nhiên sẽ mặc chiếc đầm yêu quý của mình. Bà đã là cẩn thận và treo nó lên chiếc móc treo ngoài tủ quần áo. Đây rõ ràng là dấu hiệu không tốt đẹp. Nếu để bà mặc chiếc đầm ấy, thì sinh nhật của tôi sẽ chính là ngày giỗ của một ai đó. Thậm chí có thể là tôi không biết chừng. Vì thế nên tôi luôn tìm cơ hội để giấu chiếc đầm đó đi. Tuy nhiên, mẹ tôi biết là tôi không thích bà mặc chiếc đầm ấy, nên để mắt đến nó rất sát sao. Tôi vô cùng khó khăn trong việc tìm ra cơ hội để xuống tay. Đêm trước ngày sinh nhật, tôi quyết định sẽ sử dụng hạ sách cuối cùng, đó là đợi mẹ ngủ say rồi lẻn vào phòng của bà. Định bụng sẽ làm rách chiếc đầm đó khi bước vào căn phòng tối của mẹ. Tôi hồi hộp như mình đang đi ăn trộm vậy, tim tôi đập nhanh. Và một linh cảm xấu đang dần dần tràn khắp tâm trí. Khi bước qua chiếc bàn trang điểm của mẹ, dựa vào ánh trăng từ cửa sổ, tôi thấy mẹ chụp bức ảnh cùng cô Lily vào cái ngày đầu tiên mà bà lấy chiếc váy từ tiệm may. Nhưng rõ ràng, chiếc váy mà mẹ tôi mặc trong ảnh có màu trắng, một màu trắng muốt trông vô cùng thuần khiết. Vậy rốt cuộc, tại sao nó lại có màu đỏ như bây giờ chứ? Nghĩ kỹ lại, tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ giặt chiếc váy đó. Tim tôi như thắt lại, lưng thì lạnh toát. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng bật ra trong đầu. Trong chiếc gương trang điểm, tôi thấy mẹ tôi đang đứng sau lưng mình.